Các dịch vụ email, tìm kiếm, tin tức của Yahoo đột nhiên ngừng hoạt động trên phạm vi toàn cầu từ 7 giờ 30 phút ngày mùng 5 tháng 9. Trang chủ yahoo.com và các dịch vụ khác của công ty này đều sập. Người dùng trên toàn thế giới không thể đăng nhập hoặc kết nối vào cổng thông tin trực tuyến. Nguyên nhân của sự cố trên chưa được công bố. Kết nối tại Mỹ và châu Âu mất hoàn toàn. Nhiều thành phố lớn của Mỹ như San Francisco, Los Angeles, Dallas, Seattle và New York chưa thể kết nối lại. Một phần Canada cũng không thể đăng nhập vào Yahoo các quốc gia như Pháp, Hy Lạp và Tây Ban Nha cũng gặp sự cố tương tự. Ngoài ra, hiện tượng này còn diễn ra tại Italy, Anh và Hà Lan. Hầu hết dịch vụ Yahoo không thể tải được. Một số người dùng cho biết vẫn truy cập được vào trang đăng nhập nhưng sau đó đành bó tay. Máy chủ lưu trữ ảnh cũng không thể đăng nhập được. Một số vẫn đăng nhập được vào tài khoản sau khi treo khoảng 5 phút. Trang chủ Yahoo.com vẫn đăng nhập được ở một số khu vực nhưng rất chậm.